thì sắc thật là xứng đứa vừa đôi vui vui tiếp tận tình quý vị đang vừa đang diệt diệt trên đỉnh đài đăng quang tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, và đó chính là chú rể đẹp trai phong độ đa tài phan hạnh say duyên cùng cô dâu xinh đẹp nết la thủy vị cô dâu Bích Diệp. Xin mời toàn thể quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng tình yêu đôi bạn trẻ là xin mời toàn thể quý vị ạ. Vâng, cảm ơn quý vị, chào mừng tất cả các quý vị, khách quý rất là nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, khách quý, vâng có thể nói rằng ai đã chân cảnh cho chân bay về tổ, ai đã mở đường cho trai gái gặp nhau. Vâng, và phải ai thì bắt đầu từ hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, khách quý, vâng có thể nói rằng thông gia thì như sử dụng liền vừng, bên mong mong được gì, bên đường thì lấy ra. Và từ nay chung một nhịp cầu, chung chỗ, chung chỗ thì chung chỗ nghĩa tình. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, với một đàn gái trong đài này thôi của người vui của mình, nếu được sự chứng kiến sự sắc hiện diện của hai cánh xinh này thì không có điều gì tuyệt vời hơn đâu quý vị. Và chính bởi vậy lúc này đây ban tổ chức tôi sẽ được trân trọng kính mời tới tân sinh phù mẫu của cậu chú rể Phan Hải và cô dâu Bích Diệp, đó chính là hai bên thông gia gia đình của chúng ta đã. Chúng ta cùng nhau trở về và tiếp cận sân khấu tình yêu của cả đôi bạn trẻ đi ạ. Sự phát hiện con của mình ra mắt đến toàn thể quý vị, khách quý. Vâng, và xin mời toàn thể quý vị ra. Chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bên tham gia của chúng ta. Vâng, vào ngày hôm nay, ngày vui, ngày phúc trọng đại của những người con của mình.
này thì có những lời cảm ơn đến tận sâu sắc nhất tới tận thể quý vị khách quý, nhưng mà hai bên gia đình cũng có những lời để dành tặng cũng như là nhiều những lời ý nghĩa nhất cho anh em những người làm chương trình để dành tặng đến tận thể quý vị khách quý, có những lời cảm ơn đến tận thể quý vị khách quý ngày hôm nay. Ok, cứ xin ông comment cho phụ chúng con ông từ sân bóng sáu phái tây hương đi ở đi ở hà lại vừa đi chân chân các bạn thứ xin bình luận bất tạm tại bản bất trái các bạn họ biểu phổ biết cùng cho biết xíu phi lam ổ và tô mổ các bạn comment cho phụ lại cốt các bạn thứ xin sáu phái tây hương đi sáu phái sư lam biết cả là diện hình mà biệt diện hình dân không tư hơn nữa các bạn thứ xin sáu phái ma cứ sân khấu tại tô không comment lại ải là nóng comment thì nóng bạn phương bạn tẩn đang đuổi các bạn thứ xin sáu phái tây hương đi được ủy quyền Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, hôm nay ngày vui, ngày
hãy trông lại những người con, những người cháu của mình, những cái đấng sinh thành của chúng ta cũng sẽ có những món quà ý nghĩa nhất. Vâng, mời Thế Tôn xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình chú Tây Cương ạ. Gia đình chú Quân Tuyến, gia đình chú Việt Nam, gia đình anh chị Thanh Hùng và gia đình cháu Viên Bảy. Vâng, với danh sách của món quà trên, chúng ta cùng nhau khẩn trương tiếp cận sân khấu tìm nhau với bạn trẻ dành tặng cho những người cháu, những người em của mình với những món quà tầm lương đã sẽ được trân trọng kính mời ạ. Vâng, và chúng con sẽ được lòng này danh sách món quà ý nghĩa nhất để dành tặng cho các bạn của chúng ta đã. Vâng, món quà đến từ gia đình chú Mây Cơ ạ. Cùng nhau sẵn sàng để đưa lại những tấm hình đẹp nhất, những khoảnh khắc đẹp nhất của đời bạn trẻ ngày hôm nay, và để chúng ta cùng nhau ngắm đẹp Facebook, và để toàn thế giới biết rằng vâng, vào ngày hôm nay chú rể Phan Hải và cô dâu Cách Diệp đã chính thức lên diện chồng vợ. Sẽ xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Vâng, thưa toàn thể quý vị, quý và có thể nói rằng công cha thì nghiêng núi ngất trời, nghiêng mẹ nghiêng nước, người người điện đông, một lòng thì kính mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu thì mới là đạo con. Vâng, và tiếp tục xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình chú Việt Nam, gia đình anh chị Thanh Hùng và gia đình cháu Bên Bảy. Xin được trân trọng kính mời các món quà của chúng ta tiếp cận sân khấu tình yêu và trẻ đã xin được trân trọng kính mời. Quý vị
chú rể phần hai của chúng ta, em sẽ thể hiện sức mạnh của mình với giai điệu tình yêu nhân sinh của chúng ta như vậy. Vâng, chú rể của chúng ta rất là kinh ngạc ạ. Vâng ạ, chú rể của chúng ta thành công ạ. Quý vị ạ, một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng chú rể đi ạ. Vâng, chú rể của chúng ta đã thành công rồi. Vâng, và xin được mời rằng hôm nay em tay trong tay đây. Vâng, quý dân tộc thể, quý vị khách quý, mà nói ta thì như thế, vẫn tập ăn trong một lần để làm cùng một pháp. Mà đơn ta thì như thế, con ăn, con quyết với thì con trong con mày. Dạ vâng, quý dân tộc thể, quý vị khách quý, vâng có thể nói rằng màu siêu là màu hồng, màu hồng của trái tim. Vâng, và tuần lúc nào, siêu đào thì chưa đủ đã xây, siêu tình thì chưa nhấp đã xây suốt đời. Hai ai vẫn chiến sửa mừng, dẫu cây dẫu nhạt thì xin đừng quên nhau. Vâng, xin mời toàn thể quý vị đồng một tràng pháo tay thật yêu thương chúc mừng ngày quốc tế cộng đồng người của chúng ta. Xin mời toàn thể quý vị ạ. Vâng, quý tân tử thì quý vị khách quý, cơ sở trước tiên này bà mẹ Việt Nam hòa thượng, công ngài điện sơn lán phu sùng, công em điện sơn lán quét sạch về tới, công bất kỳ mệt lòng phương phương của quân, chân đi nghi biển bầu chân đại chứ cùng ai đến đâu, trai biển thủy thiên chi cùng ngủ, chân đi các thảm trẻ không cảm nhận số mẹ em thịt, nhân chế mẹ em bất bị mở chân tạo sạch, ăn ăn chân chưa đủ nhà lại o em xịt, xin cực đơn bà ước, bàn trường chân sức gọi, cách bà bò mẹ chung ngủ chung quân, hôn gặp với mình sẵn. Xin được chúc cho tình nghĩa, công lao hai bên gia đình sẽ ngày càng keo thêm phát triển.
nhiều. Với một cái giây phút ở đây xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình của chúng ta cũng sử dụng sức mạnh của mình trở về với toàn thể quý vị khách quý đi ạ. Và để chúng ta cùng nhau gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị khách hàng ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình của chúng ta đi ạ.